chính Lê Bá Hoài đã nổi tiếng gọi bắt đầu trận đấu. Trong trận đấu ngày hôm nay, Đông Triều đá ngay về phía Hùng Thành. Số kiến thiết Cần Thơ cũng là một trong những trận đấu ở vòng 1/8 cúp quốc gia năm nay. Khá nguy hiểm, cơ hội dành cho cầu thủ áo vàng dứt điểm ngay. Tuy nhiên vừa rồi thì thủ môn Minh Nhật bắt toàn. Minh Vương sút xa, thêm một cú sút xa rất không chính xác nữa. Thanh Tùng hút cường dứt điểm không vào. Thêm một cú sút xa nữa của các cầu thủ áo xanh. Nỗ lực tấn công của Công an Nhân dân đánh đầu khá nguy hiểm. Đường truyền nhắm đến vị trí của Công Phượng, nhưng vừa rồi thì thủ môn Quang Tuấn đã băng ra. Cơ hội để cho cầu thủ Hoàng Gia Lai có thể ghi bàn từ xa. Rất may cho Công an Nhân dân là một cầu thủ đã bọc lót. Bùi Văn Long rất nguy hiểm. Tình huống trả bóng về của Bùi Văn Long như một chút nữa đã có một pha phản lưới nhà. Quả phạt góc cho Công an Nhân dân. Chúng ta cùng xem lại cú trả bóng về của Bùi Văn Long, không khác gì một cú dứt điểm. Trung Hiếu, cú căng ngang của Trung Hiếu khá nguy hiểm. Cơ hội không vào. Cơ hội được dành cho Thanh Tùng, mang theo nhiều hy vọng. Một cú treo bóng, đánh đầu, bóng đi chạy cột dọc. Đó là cú đánh đầu của Bùi Văn Long. Như Tuấn và Minh Nhật đột. Cú đá nhẹ nhàng của Lê Văn Sơn. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía Công an Nhân dân. Thanh Tùng cũng dứt điểm nhẹ nhàng và tỷ số là 2-2. Chiến thắng không vào. Minh Nhật đã phản xạ tuyệt vời. Quả đá thứ 3 cho Hoàng Anh Gia Lai và Trần Vũ đã thành công. Không vào. Mạnh Dũng đã dứt điểm ra ngoài. Cầu thủ được kỳ vọng nhất và là người đá quả đá quyết định. Tuyệt vời. Tỷ số penalty là 4-2 cho Hoàng Anh Gia Lai. Và Hoàng Anh Gia Lai sau rất nhiều khó khăn trước Công an Nhân dân cuối cùng cũng đã giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết cúp quốc gia năm 2015 với chiến thắng 4-2 ở loạt luân lưu 11m. Chúng ta cùng xem lại cú đá quyết định của Công Phượng, một cú đá rất bình tĩnh, cú đá không cần lấy nhiều đà nhưng đã làm tung nóc lưới thủ môn Quang Tuấn. Hoàng Gia Lai sẽ giành vé vào vòng tứ kết của cúp quốc gia năm nay. Xin chúc mừng các học trò của Vigong Grasen.